vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2022. Do ở bên kia sông có nhạc nên Hoa xin phép giật cho máy nổ để lấn át tiếng nhạc. Mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Thì lần trước ba của Hoa có nói là chú Dân hôm nay vài ngày nữa thì sẽ được nhận phần quà. Thì hôm nay sẵn ngay ngày lợp mái nhà, ba của Hoa sẵn thui thùng quà của chú Dân luôn. Mình xin phép thưa quý bà con vậy. Xin tuyên bố cái bên đây có cái niềm vui cũng bất ngờ là hôm nay là trùng dịp là đang lợp cái mái nhà này, bếp lại nó dột quá đi, dột lại lợp lại rồi chuẩn sẵn đây là mình vui cái thùng quà này là mà của cái anh Tống Văn Tính á, của ông Hưởng đó, tặng hai cái máy kia rồi là cho của ông Minh ở ngoài An Cư ở ngoài Lâm Đồng. Còn cái thứ hai đó là cái máy cưa lớn của mình, đây là cái chỗ bán máy cái danh thiếp của chú Tính. Có nhìn thấy kỹ không? Chuyên máy cưa xích Nhật Bãi, nội địa Nhật. Tên là Tống Văn Tính, ở xã Thạnh Lộc, Dòng Riền, Kiên Giang. Mình hân hạnh được vui cái hôm nay là có là hai vợ cưa đó, đây là Phúc là quê ở Hiệp Cai Lậy, đây là ở trong Thiên Hộ. Dạ. Bên Úc cũng là vợ cưa ở trong Thiên Hộ đó, thì dịp này thì gặp trai luôn. Dạ. Xin phép khui thùng quà. Cái này là của chú Tính ở Dòng Riền, Kiên Giang. Dòng Riền, Kiên Giang gửi tặng cho thêm cho chú Dân thêm một máy cưa nữa. Thấy mà em Dân là có cái máy mà yếu quá, mà cưa dùng khổ quá. Mà đứng bên anh Hiền đó mà. Đứng bên Hiền thôi mới thấy. Em máy Fish One à. 268. Ủa giống cái máy của ba luôn hả ba? Của ba 281. Quá trời cái máy rồi. Ôi, cái giữ luôn nè. Cái cản chế gì vậy? Sơn với lại là cái mở bugi nữa. Đồ của chú Dân mà nói vậy chú Dân chưa được cầm nữa. Bị qua nè 268. Dân là cô con. Dân còn chạy nhé, tìm cái xe kia dán keo luôn. Dán keo không mấy cưa. Máy ba của Hoa được nhận là Huwana 281. Còn cái này của chú Dân là Huwana 268. Và của anh Minh là Huwana 254. Làm Huwana. 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 Sơn là Sơn Bosco. Sơn Bosco anh cậu. Sơn của hãng Bosco. Của Phượng Mô Bosco đây. Có Phượng Bosco đây. Công ty Rotech Việt Nam. Trời ơi để chú Dân làm. Chú Dân cũng làm được kìa. Nôn hết trơn. Cảm ơn nó lớn lên cho con nghe. Đưa nó like cái. Mình tính đừng khóc anh. Em rất vui mừng nhận quà tặng của anh là Tống Văn Tính. Trước hết thì cảm ơn quý vị khán giả cộng đồng đã theo dõi trên YouTube Miền Tây, như riêng là kênh YouTube Miền Tây, đầu tư về Miền Tây đã nhờ Tùng Tùng ở đây bà con khán giả Tống Tính tặng cho mình được máy cưa, tại vì máy cưa nhà hơi yếu, đây mà cảm ơn cộng đồng mạng Tống Tính rất nhiều, một lần xin phép cảm ơn anh rất nhiều nha, để ghi cảm ơn anh Tùng chú phía tây. Bây giờ cũng là nhân đây để Lâm Phạm xích qua đây coi. Xích qua đây nào để giới thiệu cho. Để cho đó. Đây là Lâm Phạm là em bà con với mình. Mà cô Lâm Phạm. Lâm Phạm Tiền Giang. Thấy cái chỗ mà ra thôi lỗ mới đi được. Mà ở nhà là quay hiền. Quay dân.
Bình Sang, Bình Lai Phường, hoặc là Kiệt, Kiệt đâu có, ra đây coi. Đây, 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 đây. Anh Kiệt là đứng ở dưới không? Kiệt chưa có. Kiệt cứ làm gì anh Kiệt? Cho nên tôi nghĩ là không đi ra được. Làm hạm này cũng khá ái lắm nha, mà đặc biệt là chưa chồng. Ở chồng của bà chồng bỏ đó. Chồng bỏ. Bỏ luôn rồi. Quý bà con cũng ủng hộ kênh Lâm Hạm nha. Dùm tại Lâm Hạm đó là cái kênh lớn đó. Trước cô Lâm là quay ba cú hoa đầu tiên luôn rồi mới tới anh Tâm gồm mà ít khi đi ra cho nên không YouTube không được đề xuất nhà. Còn bà mẹ già 80 mấy tuổi nữa đó, mấy lần dạ 81 rồi 81 ha rồi thôi cũng mong là quý bà con mình ủng hộ kênh dùm ký kênh định giữa lúc tạ không chạy nữa mà mốt mình đi chấm chấm chạy ra ở nhiều nơi kia ha nữa để quay mấy anh em mà được hơn cái là trong băng đệ tử mình rất nhiều cho nên là Lâm nó không ấy quay được đó giống như là cô Lâm chạy xô vậy đó rồi thôi cảm ơn quý bà con cảm ơn anh Tùng du khỉ miền Tây cảm ơn các anh em và cảm ơn khán giả gần xa cảm ơn nhiều rồi đang chỉnh tăng đưa này cái vô cái máy lớn này á nên sử dụng cái tăng đưa tuy có lông rất nhưng mà là ví dụ mình đưa nó cấp vô vậy là nó không có cái nó bị không bị dùng lại nó tăng đưa nó giống như cái xe ông ta mình á mà tăng lên được có hai con ốc hai bên nó để giết rồi lên giữ nhưng mà mình thắng gấp nó không bị dùng ha vậy đó cũng như cái này mà rồi mình đưa mà nó bị sốc rồi nè sốc bây giờ là nó hụt lam mà nó có con ốc tăng đưa là nó không hụt được khó nó lâu chút mà nó sẽ ngon cũng ba còn sang với nhớ không ba có cây còn điện hả ba có sang với nhớ không chăm vô chạy thử luôn mà vậy thì các cái trên báo mở cái trên mà học kim của mà đăng robot á robot ở ngoài Hội An Đà Nẵng Hội An trên hợp kim rồi để ba của Hoa lấy xăng và nhớt châm vào cái máy để thử tiếng máy này cho quý vị nghe luôn đây do gửi đường xa nên không có châm xăng nhớt vào tự sửa ở nhà quen trời ơi để chú Vân giật anh Hiền Qua thử chứ Vân trời mưa lâm râm luôn rồi giết đi mưa tới rồi giết đi đó còn lại không rồi xương hả cái làm máy cưa này là máy tóc mà cái làm mì làm 6 tết làm sao cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn toàn thể quý ông bà cô bác nào giờ đã luôn ủng hộ và đồng hành và đã xem chu cây ra trên mạng đó thay mặt gia đình thật cảm ơn và kính chúc quý ông bà cô bác mình luôn luôn nào cũng được mạnh khỏe mình đi cưa ở nhiều nơi cái chùa đình miếu này kia đó là mình cũng nguyện làm chút chút mưa chạy lên lấy cái cưa không cái rồi mình làm những cái chuyện thiện gì chuyện làm gì đó cái mình thấy hồi hướng về cho bà của bác mình được luôn luôn là cũng mạnh khỏe an lành và làm ăn được phát tài và những người mà đã phước chủ quyền thất tổ ông bà của các vị được siêu thăng hoặc là được về nơi ở về nước chúa hay là đi đâu về không ấy như là đạo nào thì theo vị đạo ấy gì đó mình kính chúc quý bà con mình là vượt qua hết cái dịch bệnh này thì sau này có duyên về nhà của mình chơi để mình tỏ lòng để cảm tạ là cũng hãnh diện là mình nhờ mình mà nhờ mấy đệ tử đồng nghiệp đó cũng là hôm nay
ở đây là dân là cũng là hàng đệ tử thôi, tại vì ông thủ á, là thầy của dân á, là bạn của mình đó, cho nên là dân là đệ tử rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả khán giả cô bác gần xa đã ủng hộ tình cấp chương trình đây, tâm rất là bạn của cô bác Dương. Cảm ơn một lần nữa xin rất cảm ơn tất cả cô bác gần xa, chúc cô bác gặp lại mặt là mặt tại ông bác nha. Nhưng mà đang cũng cảm ơn ông này, nhà anh Dân có được cái máy cho anh Dân, mà anh em này là thử nguồn phụ cũng đầy đủ, anh là có cái đầu tiên nhất, và cuối cùng Nguyễn là tặng anh cái là Uwana 6 Uwana 61 anh là đen nhất là có anh, rồi tới nữa là tới Sang, là bạn Sang mình là cái máy cứu là Sun New. Nhưng mà cái này cột, cái này cột thì một cái lại. Echo. Anh Sang, anh Sang là máy Echo. Hôm nay là bệnh đi chấm dỗ của bà nội ruột, cho nên là không có đi đây được, cũng rất tiếc. Dạ. Cơ này là cái cột, mà cột. Cái máy nữa là Sun New, Sun New 76. Cho bộ nhường lại cho anh Cường một cái đó là Cường mà không có ý là cho bộ nhường lại. Ở này có anh Dân, nếu sức mạnh anh Dân là nếu có cái cốt là mạnh luôn nha, cái máy này nhá. Máy này là máy nhỏ của em rồi. Huawei 281. 268. Chị cũng tại vì ở đây có mấy thợ hồ á, làm nữa là cái máy ở sao lại có tất cả luôn đấy, có một cột chèo nữa. Xin mời quý vị vào dùng tiệc qua màn ảnh nhỏ với gia đình ba của Hoa nha. Đây là vườn ba của Hoa. Cái này ông là cột chèo. Hồi xưa là ảnh là chủ tịch hội nông dân. Thành phố Mỹ Tho ha, thành phố Mỹ Tho, chủ tịch thành phố Mỹ Tho đó. Đã gì hôm nay anh cũng 71 Dương Ba năm nay 71 tuổi rồi. Đây là thợ chấm nè, chú Út ở gần nhà. Đây là chú Út này, đây chú, là chủ công trình, ngôi nhà của tàu. Có ba người làm thôi. Chính giữa là anh Tường, cũng như là sửa ổ chuột lại, nhà mình như một đẹp như ổ chuột lắm. Ở phía chính giữa là anh Tường, còn ở bên đây là anh Thanh. Đây là chủ đầu tư nhà vua khỉ miền Tây. Ủa, chủ thầu chứ lộn, chủ thầu. Còn cái bên là chủ nhà chính Tùng. Một, hai, ba, vô. Thì hôm nay nhà của Hoa cũng có nấu cháo gà để cúng đất. Để lập máy to lại, với lại là bò xào rau càng cua. Thì hồi nãy giờ nói rồi, giờ ba có thể dắt quý vị khán giả ra phía sau để cùng và dịch quay thì chú Dân đem xuống để đãi mấy thợ cưa, với lại tôm thì cô Lâm đem xuống. Còn bên đây là nhóm thợ cưa, thì nhóm thợ cưa thì cũng đã quen mặt với quý vị khán giả rồi đó. Thôi anh em chúc mừng cho đây ơi, chúc mừng cho đây nhà Bảo. 1, 2, 3 vô. Chúc mừng anh đang làm cưa. Nếu là anh là rồi thì bây giờ Hoa sẽ ra phía sau để cho quý vị xem ở phía sau nữa. Còn mấy người phụ nữ, mấy bác với mấy dì. Và đây là mẹ của Hoa. Này mới lợp lại ở phía dưới thì chưa có làm xong gì hết.
xây thêm một cái phòng. Đây là cái ổ chuột. Cho nên đi lo đi bơm ba không, cho nên không có săn sóc nhà cửa gì cũng còn. Dạ giờ con cũng nhờ ba giới thiệu từng thành viên ở phía sau nhà bếp. Ở đây là bà chị Sáu. Chị vợ của mình. Dạ. Chị Sáu, vợ mình thứ 11, còn đây là chị Ba. Chị Ba. Ba. Dì Ba. Vợ của Dượng Ba. Chị ruột của mình là chị thứ 5. Dạ. Chào mọi người. Đây là chị này là chị 10 và chị vợ của mình. Dạ. Bà vợ mình thứ 11, chị thứ 10 đó. Này là kế Út, mẹ của Hoa là Út. Đây nè, coi thằng bé Út. Bé Út. Chị Năm bên sớm. Đây là bác Năm. Bác Năm ơi, ở gần sớm. Bác Năm đang rửa chén phụ rồi. Rửa chén phụ. Rồi hôm nay được lập lại mái nhà đàng hoàng thì ba mẹ có cảm giác gì không? Em có cảm giác gì không? Rất vui mừng. Mừng sao khóc? Nhà hết dột. Hôm nay mưa giăng nắng nấu cơm để cho mấy ông thợ ăn. Bắt mừng quá trời. Mừng quá khóc. Mừng ra nước mắt chữa quá đi. Con hỏi mà con ngồi ngẹn. Tại vì cũng cái nè mình thì ta làm hầm nhai nhưng mà tận nhân lực mới kia thiên mệnh thì cũng lo làm kia. Có nhiều người ta nói ủa ông vô khỉ ông già còn không leo trèo chứ cực khổ, mà bây giờ nếu mà không leo thì lấy đâu cây mà cưa, tại vì có khi chủ nhà ta cũng có máy riêng nữa, rồi thợ cưa thì giờ rất là đông, cho nên mình phải đi xa rồi mình đi những cây khó khăn này kia kia đó mình mới đi làm mới có tiền, cho nên mới gắng làm. Bây giờ cũng như là mình phải có bổn phận và trách nhiệm, chứ không phải mình đừng nằm chờ sung rụng. Yeah. Lý do là ta giàu, ta giàu là người ta lo làm, ta mới buôn bán làm để làm tiền, mấy người ta mới có làm tiền, mà mình cũng phải gắng làm chứ mình đừng có ý lại rồi ai cũng giúp lại cơ, đợi ta giúp hoài là sẽ đâu này không, sau này là không có bền, nó bắt trước, cho nên mình phải cố gắng làm. Nhưng mà mình làm không được nữa đó thì mà tính sao. Cái đó là cái phương châm là như vậy đó. Năm nay kể cũng như giờ này, sức khỏe cũng là mừng dùng cho Út nữa rồi đó. Dạ. Thấy mưa nắng dột đạt tùm lum hết trơn mà nay được em với em nữa, nó có mấy nhà được gì là mình cũng mừng cho em Út. Rồi cảm ơn chị. Chị mừng cũng mừng cho em. Con cũng mời cái gì con khách ngoài nữa. Nhưng mà dùng. Dạ. Dạ. Mẹ có ra chung vui được với Âu phía ngoài trước được ly nào không mẹ? đây là chị Tư các bạn. Là chị Tư của con Toàn, là chị Tư nó là Tư nếp. Hai lúa ba gạo, Tư nếp năm bắp sáu tấm. Vậy là còn Út nữa mà. Đây là cái hồng của chị Tư của con nè. Này mẹ ra mời khách mọi người. Bạn ly đi thôi. Đây là tại chung vui với bạn nè. Rồi giờ ngồi mang cái cho mày nói đi hả? Không đủ. Không có cái trống đâu. Này mẹ của Hoa qua. Giờ lấy cái ly bia luôn. Thì mẹ của Hoa ăn chay đến nay cũng hơn một năm rồi. Chỉ ra uống bia chung vui thôi. Mẹ của Toàn thì ăn chay đây cũng cả năm rồi. Hơn năm rồi. Không có ăn chay trường như thế nào. Chị nói là ăn chị nói ăn chay thôi. Đây cũng chúc chung cho bạn tròn này xong từng nhóm vô đi tân tình làm phụ gia đình thương thay mặt gia đình. Đấy Ngọc, bé Ngọc chào khán giả đi. Chào quý bà con kìa. Chào đi. Cái mặt gì kì á? Quay phim một cái. Cái
Nghĩa ơi, ở đây thì dân nó còn vui quá là 100% luôn rồi. Uống lắc kêu luôn, kêu kêu cục nước đá kêu luôn rồi. Trời trời trời, uống vô rồi. Vô. Uống chai luôn vô. Chủ nhà mình qua gì đây người uống không? Uống kêu uống vậy đó. Đây mẹ có lần quá vui rồi. Ố rồi ba ơi, chiều nay có bé Út nữa không? Hỏi câu khó trả lời. Mấy đứa anh buồn hay đâu rồi? Mới 6 tấm rồi. Còn Út nữa. Cầm từ quân mình mở từ sáng giờ, từ sáng thôi tới đây cũng phụ tiếp gia đình. Tôi cũng thay mặt gia đình cảm ơn chung bạn tròn này. Dạ, một bài vô rồi. 1, 2, 3, vô. Chăm luôn nha. Cái ly trắng nhách. Ly uống trà đá rồi. Chú Hiếm đưa em bút hả? Có thêm đứa em bút đó. Có thêm đứa em bút đó. Thang máy rồi. Dạ, có được thang máy. Thang máy rồi. Ủa gì kỳ vậy, anh Thiên với cô Lâm ngồi xa nhau vậy? Có ngồi chéo gì mới nhìn mặt được. Chứ không phải ngồi cái bên gò đùi. Trời ơi, anh kiểu có con gian gì vậy? Chạy, đổ vô. Trời ơi, chăm sóc anh Kiệt tận tình quá. Ai biết cái tại cái đội cũng lén. Trời ơi, hôm trước chị. Rồi, 1, 2, 3, 100% nè. Vô lại nè, vô lại nè, con chưa vô mà vô cho là. 1, 2, 3, vô. Chúc sức khỏe. Cao thủ bằng tranh thủ. Vậy uống được 2 ly hả anh Kiệt? Rồi làm em Kiệt. Không lẽ anh phụ lòng mẹ em. Vô. Trời ơi. Uống bia mà có gì đâu phá lệ. Không. Rồi ta chung vui chứ này uống tình uống nghĩa chứ không phải này. Dốt. Rồi. Dạ cho con xin một cái vẫy chào cho dạ tạm biệt các nhà. Chú mừ vô bàn luôn, chú mừ bên đây còn trống nè. Bên này ha. Vô cho muốn rồi lại. Em không có ai. Vô ngồi luôn đi chú ơi. Hồi nãy bắt 8 thì Thiên Tôn phụ. Còn là bắt 8, còn ba của Hoa thì thứ 9, còn mới vừa tới là chú 10. Em trai Út, còn một em gái Út nữa. Đây là chú 10. Ở bên đây thì còn một bạn của mấy dì với mấy bác ở gần xóm nữa. Một chút nữa thì mẹ của Hoa sẽ vào để mời lên nhập tiệc luôn. Bây giờ lo cho khách trước. Rồi sáng giờ làm cũng mệt rồi. Con cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn ủng hộ cho gia đình của con có được như ngày hôm nay. Và một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ. Xin cảm ơn rất nhiều.